Thưa quý vị, với những ai suy nghĩ đây là chặng đua các đội sẽ chịu ý là tích lũy thể lực, thế nhưng có lẽ những người đó sẽ phải bất ngờ ngày hôm nay. Không phải leo đèo mới tạo đột biến mà đổ đèo có thể tạo đột biến và tạo nên một kịch tính của một chặng đua mà tất cả các đội đều đang chơi cống hiến. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao. Chương trình Nhật ký cúp truyền hình xin được cảm ơn nhà tài trợ thép xây dựng Hòa Phát. Sự hấp dẫn của chặng 12 từ Buôn Mê Thuột đi Nha Trang của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 đến từ những nỗ lực đáng ghi nhận ở cả nhóm ứng viên danh hiệu lẫn nhóm các tay đua không còn khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân chung cuộc. Tất cả các vận động viên đều thể hiện tinh thần thi đấu tích cực không khoan nhượng, xứng đáng nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ. Ở nhóm ứng viên danh hiệu, chương trình nhật ký cúp truyền hình ghi nhận tinh thần cống hiến của Loic Desriac đến từ Ba Lạt Đồng Nai. Một lần nữa, tay đua người Pháp cho thấy tầm quan trọng của đoàn đổ đèo. Không chờ tấn công ở chặng quyết định, mà chủ động quyết định chặng nào sẽ tấn công. Khi mà các tập thể mạnh nghĩ rằng có thể ung dung giữ nhịp để canh tầm nhóm trên, gồm những tay đua không có khả năng tranh chấp danh hiệu, Loic Desriac chọn đúng thời điểm nhấn bàn đạp bước đi, nhập vào top đầu, lợi dụng đoạn đổ đèo Phượng Hoàng để tạo khoảng cách 3 phút với top sau. Với việc top đầu có đến 16 tay đua, trong đó có sự hỗ trợ của 3 đồng đội Diên Hùa Đồng Nai, ngoài bên người Pháp đẩy vận tốc lên cao. Đáng tiếc, nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú nhanh chóng bị dập tắt khi không tìm được đối tác hợp sức chiến thuật và nhanh chóng bị những tập thể mạnh ở nhóm 2 bắt kịp. Dù biết hy vọng mong manh, nhưng tinh thần cống hiến của Loic Desriac nói riêng và tập thể Đồng Nai nói chung giúp chặng đua có thêm nét chấm phá hấp dẫn. Đường về đích còn rất dài và có gió khá mạnh nên rất khó để top đầu đi được. Tất cả đều nhìn ra được không có cơ hội nên sau đó tôi cũng chủ động lơ chân để bảo toàn thể lực. Nói chung là đội nào cũng bắn cái đội này đội quán đội kia, nhưng Đồng Tháp thì thật sự vẫn đều đều vậy thôi. Các đội khác còn cạnh tranh, thí dụ thứ hạng cá nhân đồng đội giữa Thành phố Hồ Chí Minh rồi Ba Lai rồi nữa, nhưng mà tại thành phố không được thì thôi, mà tôi nghĩ xuống hồi thì thành phố cũng được. Ở nhóm các tay đua không còn điều kiện tranh chấp danh hiệu, qua ống kính nhật ký cúp truyền hình ghi nhận tinh thần kiên cường của các tay đua quân khu 7. Dễ dàng nhận thấy, chưa bao giờ đội đua áo đỏ sao vàng khao khát chiến thắng đến như vậy. Khi trải qua gần 2/3 chặng đường của cuộc đua năm nay, họ vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất, dù luôn nỗ lực tấn công đi trong top đầu. Tấn công chưa chắc tạo được sự đột biến, nhưng không tấn công chắc chắn là không thể tìm được lợi thế. Ba lần thua ở vạch đích không làm các học trò huấn luyện viên Trần Thôi nản chí. Và cơ hội lần thứ tư xuất hiện khi cách đích 40 km, Tống Thanh Tuyền và Hà Văn Sơn tấn công xé ra được top đầu gồm 7 tay đua trẻ. Có lợi thế quân số, nhưng chiến lược gia của quân khu 7 không chọn chiến thuật tấn công hai mũi mà đặt trọn niềm tin vào chân rút tốt nhất Tống Thanh Tuyền. Tay đua 23 tuổi đã không phụ kỳ vọng khi chọn thời điểm bùng sức hợp lý, rút thắng ở vạch đích, mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho quân khu 7 ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020. Em có đánh lẻ ra nhưng mà không thành công nên tụi em gom kéo về và rút canh mấy trăm mét cuối, tụi em rút về luôn tới đích rồi. Hàng ngày vẫn động viên các em đó là phải ráng nỗ lực. Tuy là mình hơi bị yếu về thể lực trong thời điểm này nhưng luôn luôn cố gắng và thể hiện tinh thần thi đấu là tốt nhất và quyết tâm nhất. Người ta nói quá tam ba bận, nhưng với các học trò huấn luyện viên Trần Thôi, phải đến lần thứ tư mới hái được quả ngọt. Chiến thắng này còn có ý nghĩa nhân văn hơn khi trở thành món quà mừng cho đội trưởng Huỳnh Thanh Tùng, người vừa đón đứa con đầu lòng chào đời tối qua. Em xin gửi tặng anh Tùng trong đội của em là tặng cho đứa em mới sinh ra. Em dành tặng cho ban huấn luyện và đồng đội của em. Về đến thành phố biển Nha Trang, cục diện chung không có gì thay đổi. Tập thể Đồng Tháp vẫn giữ được áo vàng cho Nguyễn Tấn Hoài, nhưng sức ép sẽ ngày một nặng hơn khi trước mắt là chặng đua có tính bước ngoặt, chặng đồng đội tính giờ. Từ đầu chúng tôi đã luôn nói rằng cứ nỗ lực thì sẽ được đền đáp. Và hôm nay quả ngọt đã đến với tập thể quân đội và quân khu 7 với chiến thắng chặng đầu tiên của họ tại cuộc đua năm nay. Đó là chiến thắng của tinh thần thi đấu ngoan cường không lùi bước.
Và bên cạnh đó thì tinh thần thi đấu tấn công cống hiến của tập thể Đồng Nai cũng dù chưa thể thành công, chưa tạo ra cục diện mới, nhưng rõ ràng họ cũng đã mang lại được tính hấp dẫn cho chặng đua này và cũng như là chiếm được cảm tình từ người hâm mộ. Chúng ta sẽ tạm nghỉ một ngày để các vận động viên có thể chuẩn bị tốt nhất cho chặng đua quan trọng của cuộc đua năm nay, chặng đồng đội tính giờ tại thành phố biển Nha Trang. Chương trình nhật ký cấp truyền hình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ thép xây dựng Hòa Phát.